Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến với Sở Du lịch 5 tỉnh miền Đông Nam Bộ về triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị quốc tế hợp tác phát triển du lịch giữa các thành phố hạ nguồn sông Mekong và vùng Đông Nam Bộ gồm có 6 tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh. Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch cùng đại diện Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh và Hiệp hội du lịch tỉnh tham dự cuộc họp. Dự kiến hội nghị quốc tế hợp tác phát triển du lịch giữa các thành phố hạ nguồn sông Mekong và vùng Đông Nam sẽ diễn ra trong 5 ngày tại tỉnh Tây Ninh từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6 năm 2020 và 2 ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động chính trong hội nghị gồm giao lưu đại sứ du lịch trẻ của 5 thành phố du lịch khu vực hạ nguồn sông Mekong, hội nghị bàn tròn dành cho lãnh đạo các thành phố du lịch khu vực hạ nguồn sông Mekong, mở rộng các tỉnh miền Đông Nam Bộ, hội nghị quốc tế hợp tác phát triển du lịch giữa các thành phố du lịch khu vực hạ nguồn sông Mekong và vùng Đông Nam Bộ, hội nghị phát triển các sản phẩm du lịch, công tác quảng bá xúc tiến và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy liên kết phát triển du lịch và văn hóa giữa các thành phố trong khu vực hạ nguồn sông Mekong, gồm Bangkok Thái Lan, Phnom Penh Campuchia, Yangon Myanmar, thủ đô Viêng Chăn Lào và thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch, vị trí chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh.